Hiện nay người ta không dùng trường đột quỵ,
hiểu không? Đột quỵ là có thể do tim, có thể do não, đúng không? Được chưa? Đó, thành ra là nếu mà người ta quy đột quỵ thì người ta phải nghĩ là đột quỵ do tim hay đột quỵ do não, chứ người ta không bao giờ nghĩ hai chữ đột quỵ, nhớ nha. À, cái này đột quỵ nghĩ do não, đột quỵ nghĩ do tim, được chưa? Chứ không ai nghĩ về đột quỵ. Bệnh nhân cung cấp có đột quỵ không? Đó, bệnh nhân cũng có ý thức vậy, nhưng mà não bệnh nhân hoàn toàn bình thường đó. Như vậy thì chúng ta không có làm nữa, được chưa? Thứ ba nữa là các bạn thấy nó có một cái bệnh nhân mới vừa bị tai biến mà có sốt 38 độ 5. Bây giờ bệnh nhân mới vừa tai biến mà có sốt 38 độ 5 thì không bao giờ mà người ta gần đây suy nghĩ là bệnh nhân này có hai bệnh đó, thấy không? Người ta phải nghĩ coi cái sốt này chính vì cái tai biến này xảy ra, mà chốt mà do tai biến này xảy ra mà ngày này sốt mới có tai biến mới 30 mà 31 mà vô bệnh viện mà bệnh nhân sốt rồi thì chắc chắn là phải tổn thương ở tâm não, ở trung tâm điều hòa thân nhiệt. Hay không? Bạn nào bạn sẽ chi rút màu vàng cái chiều khác nó chắc chắn rồi, được chưa? Như vậy thì không bao giờ tự nhiên bệnh nhân sốt rồi bệnh nhân tăng huyết áp rồi bệnh nhân đột quỵ nghĩ là gì? Bệnh nhân tai biến mạch máu não rồi cộng với gì tăng huyết áp cộng với viêm phổi cộng với nhiễm trùng huyết, tại nào bệnh nhân tự nhiên quá gì bị tai biến nhiễm trùng huyết được, bệnh nhân quá gì tai biến bị viêm phổi được, bệnh nhân giờ lỡ bệnh nhân có thích sạc cho phổi đi nữa thì cũng phải không sao, bệnh nhân sốt không thể nào bệnh nhân sốt liền được, thấy chưa? Rồi đó, như vậy tất cả những cái điều kiện này chúng ta cho thì chúng ta thấy là gì, cho một bệnh nhân khi chúng ta cho một cái đề thì người ta cho là bệnh nhân đang ngồi chơi đang ăn cháo đang ăn cơm đang đi toilet đó, hoặc là gì người nhà phát hiện sáng ngủ dậy người nhà phát hiện thấy bệnh nhân kia bệnh nhân không gọi không trả lời, được chưa? Và thêm một câu nữa là chúng ta lại thấy không có đánh giá được chi giác thì làm sao, đúng không? Nếu mà đi chi giác ra này 8 điểm 7 điểm thì chúng ta phải đặt ở chủ quản liền, đặt ở chủ quản liền rồi mới hội chỉ mới tính sao đó, chứ không phải là đặt ở đúng không? Như vậy thì mục tiêu của đề của bài này là thầy cho cái này, đúng không? Thấy không? Được chưa? Như vậy là mục tiêu của cái người cho, đúng không? Tập đề đó, đúng không? Đó. Như vậy thì mục tiêu của cái người cho đề đó là họ muốn đặt ra một vấn đề, đó là tăng huyết áp cấp cứu. Như vậy bạn đặt bạn tiếp cận một bệnh nhân tăng huyết áp cấp cứu, các bạn xử lý như thế nào? Được chưa? À, chứ còn nếu mà đề mà cho mà để hỏi ca này bệnh gì nha, là không đủ. Được chưa? Như vậy thì mục tiêu của cái đề này sau khi chúng sau khi thầy tóm tắt lại thì mục tiêu của chúng ta chỉ có một chuyện duy nhất thôi, là chúng ta xử lý tăng huyết áp cấp cứu. Ha? Ha? Được chưa? Như vậy thì bạn nào mà từng đi với thầy đặt với thầy thì các bạn sẽ biết các cái khái niệm về tăng huyết áp. Các bạn có bài đó chưa? Bài tăng huyết áp của thầy sọ có chưa? Trong lớp này ai có chưa? Ai chưa có vừa ai? Rồi đi về đi. Là các bạn cũng từ lớp thì chưa hỏi bài tăng huyết áp của thầy sọ, đúng không? Cái bài tăng huyết áp của thầy sọ đầu tiên nhất là các khái niệm về tăng huyết áp. Các khái niệm về tăng huyết áp. Như vậy thì tuổi của các bạn khi tiếp nhận được bệnh nhân thì tất cả những cái bạn mà đi nhiều như này là thầy luôn luôn bắt các bạn phải thuộc khái niệm. Các bạn từng học triết học, các bạn khi vô một cái vấn đề gì về triết học thì đầu tiên các bạn phải nắm được khái niệm. Thì học đi học các bạn đụng tới cái gì các bạn phải biết khái niệm, nghe không? Như vậy khi nó sốt các bạn phải biết bao nhiêu độ là sốt thì mới gọi là khái niệm, được chưa? Khi hạ thân nhiệt bao nhiêu độ gọi là hạ thân nhiệt, gọi là khái niệm. Như vậy thì tỉnh táo này hay đặt ra những câu hỏi đùa, thấy là bệnh nhân đã hỏi lại đang với các bạn nói bác sĩ là đùa gì đúng tóc, đúng không? Cái gì khái niệm của đúng tóc phải biết, người ta nói đúng tóc mình tin ta sẽ được à, bây giờ mình phải hỏi người ta mình bao nhiêu con tóc trong một ngày, được chưa? Rồi sau đó mình phải tìm kiếm chứ nó có dấu hiệu của đúng tóc không, nghĩa là có hối đầu cái gì không thì mới gọi là đúng tóc, chứ không phải là tên nó ồ qua tiêu chuẩn một năm, đúng không? Thấy không? Thằng không tin, được chưa? Trong khi mở đầu ra tóc mình còn những cái tóc của người khác sao, đúng không? Vì vậy thì mỗi một cái là đều có khái niệm, thì riêng cái bài tăng huyết áp thì chúng ta có khoảng độ gần gần 20 cái khái niệm về huyết áp, đúng không? Gồm đầu tiên nhất là chúng ta thấy gì?
khác bình thường. Đúng không? Rồi. Thứ hai là hạ. Đúng không? Thứ hai là tăng. Được chưa? Thì chúng ta có ba cái. Đúng không? Rồi. Như vậy thì đúng không? Rồi, từ từ chúng ta mới phân ra. Được chưa? Rồi bình thường thì chúng ta lại có bình thường gì? Bình thường cao. Đúng không? Như vậy thì ở này thôi. Chỉ khi nào gọi là bình thường. Đúng không? Khi nào gọi là bình thường. Như vậy thì một bệnh nhân người ta đến cái khám với bạn, nó nói bác sĩ bình thường huyết áp tôi là 14. Chứ ngày xuống nữa là tôi đọc. Vậy là huyết áp cao đó là 14. Đúng không? Người ta nói là huyết áp tôi là 16. Đúng không? Tức là bình thường là tôi 16, hạ xuống là tôi đóng mặt. Mình có bệnh. Không được. Phải tôi đi tìm nguyên nhân đóng mặt của chị. Được chưa? Vì vậy nó có khái niệm. Vì vậy hạ, tụt. Khi nào gọi là tụt, tụt nó lại có bao nhiêu kiểu tụt. Đúng không? Đó. Tụt thứ nhất là chúng ta đo huyết áp bình thường. Nhưng mà nó giảm hơn bao nhiêu. Đúng không? Thì gọi là sốc. Đúng không? Nó giảm hơn bao nhiêu? Giảm hơn 40. Nó gọi là huyết áp thông thường, gọi là sốc gì nữa. Nhưng mà giảm hơn 30 thì gọi là gì? Tụt huyết áp tương đối. Đúng không? Thấy chưa? Như vậy mỗi một cái này các bạn phải coi lại cái bài. Thấy chưa? Đó. Phải coi lại cái bài gì? Tại vì chúng ta phải biết khái niệm thì chúng ta mới tiếp cận được. Chứ chúng ta không biết khái niệm trong đầu chúng ta không thể nào tiếp cận được hết. Rồi, được chưa? Thứ ba là tăng. Đúng không? Tăng. Tăng thì hiện nay chúng ta từ GNC1 tới GNC8 rồi. Hiện nay là chúng ta đang ngồi ở GNC8. Như vậy thì 5 năm nữa, 3 năm nữa là nó sẽ có GNC9. Tại vì cứ 5 năm là nó có một cái GNC1 lần. Được chưa? Đó. Thì năm 2014 là người ta cập nhật GNC8. Vậy là 2019 là sẽ có GNC9. Được chưa? Như vậy thì hiện nay thì Việt Nam mình vẫn sử dụng GNC sao? Nha. Như vậy thì mặc dù thế giới nó tới GNC8 rồi nhưng mà Việt Nam vẫn sử dụng GNC sao? Vì lý do là nó phù hợp với điều kiện của mình. Được chưa? Nhưng mà mình phải biết hết. Mình không biết hết các người. Hiểu không? Đó. Nhưng mà khi tôi chứng minh tôi làm thì tôi làm theo khuyến cáo. À, hiện nay là gì? Cả cái đất nước này ta giờ xài GNC6, mình đi xài GNC7 và từ chắc. Rồi làm sao trong các cái hội nghị báo cáo rồi bây giờ làm sao mình phù hợp với người ta? Chứ vậy mình phải gì? Em theo phở ở đơn vị đúng không? Nhắc ra thì phải kỳ tục. Như vậy mai mốt bằng sống ở Canada nó sử dụng GNC7 thì các bạn sử dụng GNC7. Bạn nào đi Singapore ở luôn bạn kia nó sử dụng GNC8 thì mình sẽ GNC8. Nhưng mà Việt Nam thì người ta đang dạy GNC6. Thì vậy chúng ta áp dụng cái GNC6 vô. Thì hiện nay là hội trên mặt châu Âu cũng có dừng xài thằng này. Đúng không? Hội trên mặt châu Âu nó dừng xài GNC6 chứ không phải là Việt Nam không. Mặc dù là thế giới nó đến GNC8 rồi. Rồi. Như vậy tăng đó chúng ta sẽ chia ra các cái trường hợp. Tăng huyết áp cấp cứu. Phải không? Tăng huyết áp khẩn cấp. Phải không? Dạ, tăng huyết áp. Được chưa? Đó, như vậy chúng ta lại biết ba cái này. Nha. Ba cái này của tăng huyết áp. Được chưa? Như vậy thì tăng huyết áp khẩn cấp với tăng huyết áp cấp cứu các bạn nào thấy không? Tại sao? Còn khẩn cấp. Bây giờ nếu mà mọi người không học thì cứ tưởng là khẩn cấp là nó nặng hơn cấp cứu, nhưng mà khi chúng ta quay lại định nghĩa thì chúng ta thấy cấp cứu nó nặng hơn khẩn cấp. Khẩn cấp là gì? Tăng huyết áp cấp cứu là nó có tổn thương cơ quan đình, còn khẩn cấp là gì? Nó có nguy cơ tổn thương cơ quan đình. Hai cái nó khác nhau là sao? Một thằng là có rồi, một thằng có thể sẽ có. Được chưa? Đó. Như vậy thì thằng cấp cứu nó nặng hơn. Được chưa? Cấp cứu này nặng hơn. Như vậy thì nó sẽ có bao nhiêu tình huống tăng huyết áp cấp cứu? Đúng không? Mình đã biết. Như vậy thì cái ví dụ vừa rồi là một trong những tình huống tăng huyết áp cấp cứu. Như vậy thì nó sẽ có bao nhiêu tình huống tăng huyết áp cấp cứu?
và những một tình huống tăng huyết áp cấp cứu thì chúng ta lại có một cách hạ huyết áp khác nhau, thì là nó không giống nhau rồi. Được chưa? Như vậy thì trường hợp thứ nhất là nếu mà ca này là đột quỵ, đúng không? Chỉ do nhồi máu não. Được chưa? Thì huyết áp 230 trên 120 ml trên này chúng ta có phải không? Hả? Hả nó bao nhiêu? Hả nó bao nhiêu? Rồi, ai cũng hiểu, ai cũng trả lời được là hạ từ từ. Vậy thì theo từ từ của bạn là bao nhiêu? 30 đầu nữa, cái đầu tiên là 25%. Rồi, như vậy thì chúng ta mới vẽ ra một con đường. Hiểu chưa? Đây là đích. Đây là đầu chứ. Đây là đích. Được chưa? Đây là đầu. Vậy là đích là cái mục tiêu mà chúng ta phải xác định. Được không? Rồi. Như vậy thì mỗi một bệnh nó lại có một đích khác nhau, không có bệnh nào giống bệnh nào. Như vậy thì nếu bệnh nhân này mà nghỉ thôi do máu não thì huyết áp của đích của nó là 200/100. Nhưng mà tới ngày thứ hai huyết áp không còn như đó nữa, nó khác rồi. Nếu mà là nhỏ nó này, tới ngày thứ ba huyết áp không còn như đó nữa, được chưa? Và tới cái ngày N là nó phải đạt được huyết áp mục tiêu. Vì vậy mỗi một bệnh nó đều có một con số. Vì vậy chúng ta phải vô từng bệnh thì chúng ta mới có thông số được, hiểu không? À. Nhưng mà nếu mà trường hợp ca này là suy huyết não, được chưa? Thì huyết áp mục tiêu ca này là 14/8, được chưa? Thì huyết áp mục tiêu của ca này là 14/8. Như vậy thì từ 2/3 số 14/8 trong bao lâu? Là thời gian, đúng không? Được chưa? Chúng ta xác định được đầu, chúng ta xác định được đích, chúng ta xác định được thời gian thì chúng ta mới dùng phương tiện, hiểu không? Có dùng phương tiện nghĩa là từ trường các bạn tới cho thầy học thêm, đúng không? Ngày ngày lúc là mà 2 giờ là học, nhưng mà bây giờ là 11:45 bắt đầu mới chuẩn bị đi, đúng không? Bắt buộc đi bộ không bao giờ hết được, phải không? Phải không? Thì xe buýt cũng không tới luôn, đúng không? Mà phải chạy xe, mà xe phải là Exeter 150, đúng không? Chứ 135 chưa chắc đã tới, được chưa? Em hiểu không? Đó. Như vậy thì chúng ta thấy là mỗi một bệnh nó lại khác nhau, hiểu không? Như vậy thì nếu mà biết là của ca này thì chúng ta lại hạ, đúng không? Lại hạ thì giờ đầu tiên người ta là khuyến khích là 20-25%. Vì vậy là nó có những cái bài để tôi ghi, hiểu không? Ví dụ thôi. Vì vậy mai mốt tới cái bài xuất huyết não chúng ta sẽ biết, hiểu không? Đó, được chưa? Rồi, nếu mà trường hợp ca này là cái gì? Phình hoặc tắc động mạch chủ ngực, được chưa? Rồi, ví dụ huyết áp ta như đây, bây giờ ta vô đâu được ca phình hoặc tắc động mạch chủ ngực rồi, thì huyết áp mục tiêu là bao nhiêu? Nè. Nó không phải là bệnh bóc tách động mạch chủ ngực mà nó OAB,
được chưa? Đó như vậy thì các bạn sẽ thấy luôn, để là chỗ tình huống tăng huyết áp cấp cứu này thì nó có khoảng Hương nó đã soạn rồi là khoảng 20 tình huống, hiểu không? Như vậy thì các bạn mà nắm được 20 tình huống đó thì sau này các bạn gặp bất cứ cái trường hợp tăng huyết áp nào, các bạn giống như vậy mình đang bị ăn ổ, đúng không? Không có sợ gì đó, được chưa? À, gặp OB xử lý OB, gặp xuất huyết não xử lý được não nhỏ não nữa rồi OB rồi gì mình không cách đâu mà em mình không cách được chưa? Đó rồi gì viêm viêm nhỏ lực cặp hoặc là gì cơn tăng huyết áp do ung thư thượng thận hay là Takayasu hay là dần dần rồi được chưa? Không có gì sợ đó, đúng không? Đó như vậy thì sau này chúng ta sẽ có một cái bài tăng huyết áp, được chưa? Không đó như vậy chúng ta cái bài này thì sẽ gửi trước cho các bạn đọc, hiểu không? Tôi có dấu gì đâu, yên tâm đi, được chưa? Nhưng mà ghi đặc biệt là đột quỵ mà cho ta biết đó là rất khó ở ngày 0, ngày 1, ngày 2 và ngày bao nhiêu, được chưa? Ví dụ như ngày thứ nhất người ta tiến hành là bệnh nhân nhồi máu não thì ăn 200 này các bạn tiếp cận luôn chẳng hạn, hoặc là bạn của các bạn tiếp cận, hoặc là đồng nghiệp của mình tiếp cận, người ta không phải xử lý gì hết, đúng chưa? Người ta không phải xử lý gì hết là đúng. Nhưng mà ngày mai mình cũng huyết áp này mà mình không xử lý là mình sai, đúng chưa? Đó. Chứ không phải là đúng đâu. Ủa thằng trước không cho, mày không cho, tao không có là khác á. Như vậy thì cái bài vừa nói mẹ không khác, đúng chưa? Chứ đừng nghĩ là người ta không cho là ngày đó không cho là đúng á, nhưng mà ngày hôm sau mình không cho là mình sai, phải không? Như vậy là nó sẽ có một cái bài chọn máu não để chúng ta thấy được là cái cách nào huyết áp thì mình nên chọn máu não ở những ngày đầu tiên và đến cái ngày N là cái ngày đạt được huyết áp mục tiêu, được chưa? Rồi sau đó bệnh nhân bị xuất hiện thì huyết áp mục tiêu của bệnh nhân là bao nhiêu nếu bệnh nhân có thể biết, rồi được chưa? Đó như vậy là không có giống nhau đâu nha. Đó, chúng ta hình dung được cái câu chuyện chưa? Đó. Rồi sau này các bạn sẽ gặp cái gì? Cái này sau này các bạn đi làm, các bạn sẽ gặp rất là nhiều. Đó là phẫu thuật. Tại sao tôi nói gần 20 là gì đó? Chia nó ra cho các bạn. Phẫu thuật. Phẫu thuật nó lại có gì? Trước, trong, sau. Đúng sau này các bạn đi làm các bạn sẽ thấy rất là nhiều bệnh nhân đẩy lên phòng mổ, cái phòng mổ nó chảy xuống huyết áp cao quá, mổ người nó sẽ rơi để chỉnh huyết áp được, đó là sai. Nó yếu kém tới mức mà nó không hạ được huyết áp của bệnh nhân chuyển mổ thì làm sao trong chiếc phòng mổ này được, hiểu không? Rồi trong mổ mà giữ huyết áp nó lên thì sao? Bệnh nhân mê à, đúng không? Vậy là cắt chuột huyết áp phun nó kẹt chứ không có gì kẹt. Sao mổ bệnh nhân chưa uống được, đúng không? Sao mổ là chỉ ra tình huống bệnh nhân uống được chứ bệnh nhân chưa uống được, thấy chưa? Bệnh nhân có xong dày bơm được nhưng mà giờ bệnh nhân chưa có đi lọc bột cũng chưa bơm được thì chúng ta phải dùng như thế nào, được chưa? Đó nó hoàn toàn như vậy thì các bạn thấy không? Khi tôi chia ra là nó thành ra cái trái là nó như vậy đó, chứ nó không nhiều đến mức đó đâu, nhưng mà chia nhỏ nhỏ ra để cho các bạn thấy cái chỗ nào các bạn nhắm vào vô. Và mỗi chỗ đều có chứng cứ hết, chứ không có nói là cảm giác tôi thôi, chưa bao giờ nói cái gì cho tôi đó. Tại vì tôi là cái gì đâu, đúng không? Chả có học hàm học gì hết, được chưa? Không có học hàm học gì hết. Rồi, cái đề đâm câu thứ hai là cái gì? Đề nghị cận lâm sàng để biết chẩn đoán thì thôi, cái này dễ. Sau khi có kết quả cận lâm sàng hãy chẩn đoán xác định và xử trí tiếp theo, còn cái phần này dễ quá ha. Dạ. Nghĩa là sao? Nghĩa là về sau khi chúng ta chụp CT ra thì chúng ta thấy có, đúng không? Có xuất huyết não thì chúng ta hạ khác. Nếu mà không có xuất huyết não thì chúng ta hạ khác. Được chưa? Rồi. Rồi, cái xử trí tiếp theo của cái ca này đó là nếu mà thầy cho đề á thì nó khác. Chỉ cho 3 chữ thôi, xử trí tăng huyết áp tiếp theo. Chứ còn xử trí tiếp theo thì ca này không có đủ điều kiện để xử lý. Giờ bệnh nhân 3 điểm có đặt vào khí quản chứ. Đó là máy chứ, đúng không? Thấy chưa?
nghĩa là cái đề cho nó bị lục thủng ở chỗ là gì, cái mục tiêu của cái người cho đề chỉ nhìn ở một góc độ hạn hẹp là không đúng cái áp thôi, nhưng mà đề cho là khi không đầy đủ, không đầy đủ. Nếu mà đề cho đầy đủ thì cái này lại là không đủ điều kiện. Bây giờ lách vô 8 điểm tôi mới đặt vào cái quản cho lách vô 9 điểm tôi đấu lại, thấy không? Đó, thấy không? Rồi bây giờ bệnh nhân này lách vô nhiêu điểm để tôi đặt xong cái giấy. Như vậy khi xử trí tiếp theo là cần phải có truyền dịch thuốc men gì đó. Mục đích của đề này của cái người cho đề là chỉ xem quanh cái chữ tăng huyết áp thôi, nhớ nha. Như vậy thì còn những cái đề phía sau đó thì không xử lý được rồi, tại vì đề nó không đủ rồi làm sao xử lý. Để các bạn cho một cái đề các bạn ngày xưa đã học rồi đúng không, thành ra là nếu mà cho đề này thì tôi là người làm đề tôi phải mở mặt ra là đề sai tôi không làm nữa, làm bài đúng không? Tại bây giờ được quyền, ngày xưa không có, nhưng mà gần đây nó có, nghĩa là để học những học sinh giỏi thầy giáo cố tình cho đề sai, và cái đề đó là cái đề ở đây điểm 10, hiểu không? Vậy là bạn nào mà dám chất lượng đề sai thì bạn đó mới được điểm 10, còn không thôi là điểm 8 điểm thôi, được chưa? Thấy chưa? Thì tôi sẽ ghi vô là đề sai trong tôi lấy 10 điểm, lý do là không đủ điều kiện đấy để làm, đúng không? Được không? Dám không? Chưa đủ bản lĩnh đúng không? Từ từ sẽ đủ bản lĩnh thôi, được chưa? Sao cắm? Ủa cắm? Sao đen? Quý hiểu chưa? Quý ha, như vậy thì Phương sẽ gửi cho các bạn các bài thông giá nha. Tại vì trong cái chương trình nội bộ là có mấy cái bài khó mà mình giải đó là tôi có dạy, tại vì là tôi có dạy, tại vì khó quá tôi không dạy, nên là tôi có soạn bài chương trình, và thật ra bài này cũng phải tôi soạn, bài này là Phương mới soạn. Bài này lúc mà còn ở dưới cửa chờ đứng tỏ ra là tôi bắt tôi gạch đầu hè vậy đó, cái phương cái sọ khái niệm thôi, khái niệm, được chưa? Bây giờ chúng ta quay lại học bài sóc, và sau bài sóc này thì các bạn tìm cho thầy nhiều cái bệnh án về nhồi máu cơ tim, thì thầy sẽ dạy cho các bạn cái bài nhồi máu cơ tim, để các bạn khi gặp bệnh nhân nhồi máu cơ tim ở nhà, ở phòng khám, nè, để các bạn né, được chưa? Còn các bạn nào làm ở bệnh viện mà biết được thì biết cả. Như vậy thì cái bài nhóm cơ tim của chúng ta gồm có 5 bài nhé. Bài thứ nhất là bài ECG, bài thứ hai nha, đó là bài kháng chất độc tiểu cầu, bài thứ ba là kháng đông, bài thứ tư là tái mà mạch vành. Còn chẳng nói tại sao thầy không dạy chẳng nói, tại vì cũng quá dễ rồi nha. Nhồi máu cơ tim về mặt chẳng nói là nó quá dễ, tại vì sao? Theo định nghĩa về nhồi máu cơ tim 2012 chúng ta gồm có gì? 5 cái, được chưa? Em mà nói 3 là 1.74, hiểu không? Bây giờ không ai nói 3, nói 3 là cười, hiểu không? Vậy thì khi chúng ta chẩn đoán nhồi máu cơ tim thì chúng ta sẽ dựa vào troponin và một trong năm tình trạng sau, được chưa? Một, đau lực kiểu nhồi máu kiểu tương đối tất cả. Hai là có biến đổi trên điện tim. Ba là có biến đổi trên siêu âm, được chưa? Bốn là có biến đổi trên cái mặt bằng, cái là mình chụp mình thấy, được chưa? Thấy không? Năm là gì không? Là gì không nghe? Thấy chưa? Như vậy chúng ta dựa theo định nghĩa. Như vậy đâu? A học chưa? Học rồi. Troponin T học chưa? Dựa vô xét nghiệm, được chưa? Biến đổi trên siêu âm nghĩa là giảm dần dần động mạch, thì chúng ta phải biết siêu âm. Bốn, chụp mạch vành thì chúng ta phải biết được kết quả đọc được cái hình ảnh của chụp mạch vành, được chưa? Rồi năm là một số cái hình ảnh về thiếu máu cơ tim trên những cái xét nghiệm cao cấp chẳng hạn như PET hoặc là xạ đó, được chưa? Thấy không? Như vậy thì tóm lại là gì? Bây giờ tập nhỏ máu cơ tim 2012
các bạn là đây là đầu tiên nhất là khi các bạn khi sinh ra. Bây giờ nó đến 2012 rồi nha, và chúng ta đang ở 2017. Thật ra là người ta không nói 1974 rồi. Được chưa? 2012 nó là lần thứ 3. Như này nó chắc chắn là sẽ có lần thứ nhất, lần thứ 2 thì nó mới có lần thứ 3. Đó. Thì cái lần thứ nhất, lần thứ 2 chứ 1974 là 1974 là ta để lại đây. Còn mắt đi, bây giờ mình cũng nhớ trong đầu nữa. Được chưa? Đó. Thì chúng ta sẽ bỏ cái này. Đó. Thì chúng ta chỉ nhớ cái này thôi. Tại vì các bạn là những bác sĩ mới học ra trường, sau này các bạn về đi làm mà các bạn lấy 1974 các bạn ra nói người ta cười chết, người ta cười mình á, người ta nói cái gì mà cái gì đang ở thế kỷ 21 mà còn lấy thế kỷ 20 ra xài là sao, được chưa? Nói vậy là nặng cái đó rồi đó, tại vì nó gì nó phải có cách 100 năm rồi, đúng không? Đó. Còn lấy 74 nó tới 2012 thì nó còn đỡ hơn, rồi nó có bốn mấy năm thôi còn đỡ hơn, đúng không? Và 8 năm rồi, đúng không? Được chưa? Rồi. Như vậy thì chúng ta sẽ học từng cái đi. Hôm trước thì điện tim á là chúng ta đã học rồi, có động nghiệp rồi, đúng không? Nó có 6 chữ. Như vậy thì chúng ta đọc người mắt cái tim này chúng ta chỉ có 2 chữ thôi, được chưa? Trên lên trên xuống á, hiểu không? Được chưa? Như vậy thì đầu mắt cái tim của chúng ta nó sẽ có 3 phần, được chưa? Ấp tay quy như vậy, đọc ngắn đúng không? Đọc ngắn dài hoàn toàn, nhé. Nếu không phải không hoàn toàn, được chưa? Đó, như vậy thì chúng ta sẽ học bài từng bài, từng bài như vậy. Để sau này các bạn biết là mình nên nhồi máu cơ tim, các bạn không có bị mở thở. Nè, nhưng mà khi đọc hơi suy ghê thì khi mà tôi trao đổi với các bạn thì không phải chỉ đọc hơi suy ghê như đây không đâu. Đọc hơi suy ghê, chúng ta thấy nhồi máu cơ tim thì chúng ta lại xác định dùng nhồi máu trước, dùng bên, dùng sau. Như vậy thì sau khi xác định dùng nhồi máu xong, các bạn phải xác định được động mạch vành bị tổn thương là động mạch nào. Theo ai đi, động mạch liên thân chứ, liên thân. Đó, hay là động mạch mũ, hay là động mạch bên phải. Được chưa? Rồi sau khi xác định động mạch đó, tổn thương thì chúng ta xác định nó nằm ở cái đoạn nào, cái đoạn nào, hiểu không? Để chi? Để sau này một trong các bạn những có những bạn nào mà đi làm can thiệp, bây giờ bệnh nhân nhồi máu cơ tim dùng sau dưới, các bạn rút cái ra tay cho các bạn dùng mạch vành, mà các bạn đi dùng mạch vành phải trước là mạch trái trước là mạch phải hơn, đúng không? Chúng ta phải dùng mạch phải trước, xe có tắt mạch vành phải không? Được chưa? Bây giờ bệnh nhân bị tổn thương tắc động mạch vành trái trước, các bạn đi dùng mạch vành phải trước, các dùng mạch trái thì sai rồi, được chưa? Hiểu hiểu không? Bây giờ sau khi đọc được mục tiêu xong, chúng ta còn phải xác định được cái tổn thương là mạch vành nào để như gì tiến tới can thiệp, chúng ta ưu tiên cho nó trước, hiểu chưa? À, như vậy mới gọi là đọc điện tim trong nhồi máu cơ tim, chứ đọc điện tim mà như đây thì điều dưỡng mà đọc chứ không có bác sĩ, đúng không? Đó, bác sĩ là phải đọc đây nè, đó, ở đây nè, ở đây nè, thấy không? Được chưa? Đó, rồi sử dụng các cái tập tuyến đầu cũng vậy. Ở đây như vậy thì cái này thầy sẽ gửi lại cho các bạn. Đó, thì hôm nay chúng ta quay lại cái bài xong, nè, cái bài xong trước.